Xin chào các bạn, lại mình đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa lỗi điểm truy cập cá nhân trên iPhone bị ẩn nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở phần cài đặt trên iPhone lên, mở phần cài đặt lên. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào mục di động nha. Thì trong mục di động thì các bạn hãy chọn vào điểm truy cập cá nhân. Thì trong phần điểm truy cập cá nhân này các bạn hãy nhấn vào cho phép người khác kết nối bằng cách là lướt cái phần mục xám xám sang bên phải. Trong ngay cái mục này cho phép người khác kết nối đó, các bạn hãy bật lên. Thì như vậy là các bạn đã bật điểm truy cập cá nhân trên iPhone rồi. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách bật điểm truy cập cá nhân trên iPhone khi bị ẩn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.